Hello, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là ngày thứ năm là ngày 13 tháng 5 nha các bạn. Như hồi hôm qua đó là mình có đi đi vòng cái chỗ mà đầu Trường Chinh để mình quay cái con bé đót mà mình thấy nó thương quá, nó bự lắm. Mà không biết tại sao nó lại ra đó nó đứng. Thì là theo như mà mình suy nghĩ chắc là nó bị trộm chó đó. Mà thường á là bị trộm chó, những con chó như vậy á, là tụi trộm chó nó sẽ đưa thông tin á, nó sẽ bắn thông tin cho chủ chó để mà chuột á. Rất là dễ luôn. Nếu mà chủ chó mà khi mà mất chó mà thương chó mà muốn đi tìm lại để chuột á thì sẽ có thông tin để mà chuộc lại con chó đó. Bởi vì khi mà người ta nuôi á, thì người ta rất là thương. Mà con chó này nhìn nó rất là đẹp nha, đẹp. Mà chó này là chó ngoại nữa, tóc ấy lông nó xù lên mà nó to lắm, nó to khoảng chừng mấy chục ký á, khoảng chừng hai mấy ba chục ký luôn á, là các bạn thấy nó to cỡ nào á. Nói như hôm qua mình đi hôm qua cũng có một người bạn nó thấy thương quá, thử coi vô định hỏi đó, nhưng mà hôm qua đến á sau người ta bỏ vô trong á, cái quay cũng không có thấy nó nữa. Hôm nay là buổi sáng là 8 giờ rồi, mình đi đi làm, mình đi ngang đó, mình tới đó mình sẽ đậu gần đó, mình thử coi nó còn ở đó không nha. Nhưng mà bây giờ cũng chưa biết là sẽ như thế nào đây. Mà con này nó không biết nó mất hay là nó ở trong trường hợp nào. Như trường hợp nãy mình nói, nếu mà tụi trộm chó mà nó thấy con chó này nó đẹp đó thì nó như vậy là nó rất là dễ lấy tiền của chuột của người chủ. Nhưng mà không biết là nó con này nó ở trong trường hợp nào. Mà hai ngày rồi, ngày thứ ba mình đi ngang đây, ngày nào mình đi ngang đây mình cũng nhìn vô đây trơn, nhìn mấy con cún nó nhỏ nhỏ đó, thấy dễ thương lắm, thấy thương lắm. Đó, sắp tới rồi nha, sắp tới rồi mình sẽ đi chậm chậm ở đây. Ở cái đường này là cũng hay có cảnh sát cấm đầu cấm dừng, tự nhiên cấm đầu cấm dừng thì cục đó. Sắp tới phía trước bên phía tay phải á, phía tay phải á. chạy chậm chậm. Đó, cái phía đó có đó, bạn thấy không, hơi tối bị gì khuất cái ấy của nhà đó, nhưng mà phía trên đó là có mấy y vẫn còn kìa các bạn, vẫn còn kìa. Đó, nó nằm, nó thấy không ạ? Nó nằm á ngay cái cờ tới chút xíu á, ngay cái cờ tới chút xíu á, thấy không? Đó, nó nằm đó. Đây, để mình quay kìa. Đó thấy không? Nó nằm ngay cái cờ đó, nằm dễ thương không? Hôm trước á là nó ở chỗ kia, trước là nó ở cái chỗ mà cái nắp ống cống á mà ngay cái chỗ mà ấy xe. Hôm nay thấy nó nằm nè, nằm chỗ cái cờ nè. Đó, các bạn thấy không, con bé đót này rất là dễ thương, nhìn nó hiền không. Đó, như vậy là có phải là nó bị ấy á, nó bị người ta bắt á. Đó thấy không đó. Đó. Thôi giờ mình đi nha, quay nó đó, thấy chưa, nó nằm dễ thương không. Ngày mai đó, nó nằm đó, bự không, bự ơi là bự luôn, không biết có ai để ý không, biết có ai để ý không. Mình sợ mấy người này lắm các bạn không? Hôm nay là quay được nó rõ hơn hôm qua nó cũng ở phía trong nó nằm, nhưng mà mình không có thấy
không có thấy, quay không có rõ, nên mình đã quay được nó rồi. Thì là mình cái trường hợp nó bị lạc, bị bắt là hai trường hợp đó thôi, đúng không? Bị lạc hoặc là nó lạc ở một vùng nào đó, một cái nơi nào đó mà nó xa với lại cái người chủ á, rồi tụi người ta bắt được á, người ta bắt được á, rồi người ta không liên lạc được với chủ hoặc là thông tin chưa có tới nó, nên là mình cũng không biết sao để mà giúp nó nữa đây. Nó vẫn còn nằm đó vậy là 3 ngày liên tiếp rồi, không thấy tội không? Cái khu vực này là như sáng nó không biết nó ở khu nào rồi, người ta dắt nó ra đây, nó phải đi bộ ra đây rồi nó nằm đó. Hôm nay nó được nằm nha các bạn. Còn như 2 ngày trước là thấy xiềng nó rồi nó đứng ở ngoài á, đứng ngoài cho người ta dễ thấy á. Nó bây giờ trong trường hợp mà chủ nó không biết được cái thông tin này thì bây giờ chỉ có bằng có ai thấy thương nữa đó, rồi chuột nó về nuôi. Như hôm qua mình đã nói đó, con vật đó, con chó này nó rất là khôn, mình mà thương nó, mình mà cũng như mình thương nó thì nó sẽ thương lại mình thôi. Mình vuốt ve nó thì nó sẽ không có, nó sẽ hợp tác với mình, nó sẽ rất là hiền luôn á. Bây giờ mấy ngày nay là nó ở ngoài đó nắng nè, rất là nắng nè, rồi là ăn uống này kia không có như theo chế độ mà trước đó nó từng được ăn. Thì mình nghĩ là nó có suy nghĩ đó, rất là tội đúng không các bạn? Còn mình á là như mà chỗ mình làm á, bạn thấy không, nếu mà bạn để ý là nó cũng rộng, nhưng mà ông chủ cho thuê ông khó quá, ông không cho nuôi. Mà mặc dù ổng cũng có nuôi, mà trong khi đó mà con hồi đó mình cũng nuôi một con đó, con nó tên là bé ngé là cũng khôn lắm, dễ thương lắm. Trong chó không có lông á, là mình bắt từ trên, mình dặn lúc mà chó nó có bầu á, từ trên Đồng Nai luôn á, từ trên Đồng Nai cách đây 100 mấy chục cây số á, rồi mình nghĩ là con vật thì nó cũng hiền hòa, rồi mình nuôi từ nhỏ, rồi nhà ông chủ cũng có nuôi thì nghĩ có vấn đề gì đâu, đem về nuôi rồi bao nhiêu vấn đề, để hôm nào mình sẽ kể cho các bạn nghe. Hiện giờ bé nó vẫn còn như mình gửi ở cái trại chó của một người, của một thằng em mà nó cũng thương chó đó, nó hay giải cứu chó, kiểu như chó mà có hoàn cảnh nào này kia là nó hay nó đem về nó nuôi nhiều lắm, mấy chục con luôn á. Hôm nào mình lên thăm bé Ngé mình sẽ quay cho các bạn coi. Nhưng và hôm nào mình rảnh á, mình sẽ kể cho các bạn nghe cái quá trình mà mình bắt bé Ngé, rồi là mình chăm nó như thế nào. À, hồi mà bắt về đó là mình phải chở đi chở về luôn á, chở đi chở về, bởi vì những bé mà nhỏ nhỏ đó khi mà nó xa mẹ đó, nó xa cái nơi mà nó sống quen, nó tối nó la dữ lắm, tối phải có người nên phải chở đi chở về. Vô tình có hôm đó nó được chạy ra ngoài á, cái nó cắn mấy cái cây của ông chủ á, cái hôm sau ông nói không cho nuôi. Trời ơi, mà ông đó ông cũng khó thiệt, ông cũng có nuôi mà ông không có cảm nhận được là người ta cũng ông nói ông góp ý hay này kia thì ok liền, nhưng mà ông lại nói là không cho nuôi nữa, mà trong khi đó ông nuôi mấy con. Bạn thấy sao ạ? Thôi mình xin dừng video lại đây nhé. Mình mới giờ đi ngang con bé đó mình thấy thương lắm luôn á. Bye bye, xin chào tạm biệt.